Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Giáo Bắc Ninh. Thì trong khuôn khổ video này bên em vừa về bộ 3 Fortuner để giới thiệu đến anh chị. Từ trái qua phải thì hiện tại trên mặt chúng ta đây là phiên bản máy xăng một cầu số tự động nhập khẩu nguyên chiếc. Còn ở giữa đây thì là máy dầu một cầu số tự động đang được giảm thuế và giá hiện tại đang rất tốt. Còn bên phải đấy, thì cũng là một chiếc màu nâu cà phê, là máy xăng nhập khẩu nguyên chiếc. Hiện tại thì chắc là anh chị đang quan tâm nhiều về cái chiếc xe một cầu số tự động bản máy dầu và nhập lắp ráp trong nước này. Thì nó đang có ưu đãi rất nhiều về, thứ nhất là về thuế, nhà nước đang giảm thuế thì anh chị đang tiết kiệm tương đương với 54 triệu đồng là tiền thuế trước bạ. Ngoài ra thì nhà máy đang hỗ trợ chiếc xe này với so với bản một cầu số tự động là giá niêm yết là 1 tỷ 080 triệu. Hiện tại thì nhà máy đang giảm cho anh chị là tặng cho anh chị một bộ phụ kiện và bảo hiểm rơi vào khoảng 70 triệu. Nhà nước đang hỗ trợ thuế 54 triệu nữa, nên là hiện tại thì anh chị tổng khuyến mại có thể nhận được là hơn 100 triệu đồng. Và xe thì nếu mà anh chị muốn mua xe để đi lại trước Tết thì có thể liên hệ giúp em để kiểm tra cái lịch xe và màu sắc. Còn nếu mà anh chị muốn quan tâm về đến hiện tại cũng đang là cuối tháng 12 rồi, thì anh chị quan tâm là muốn lấy xe sang tháng 1 mà có lấy được ưu đãi này không, thì anh chị có thể liên hệ giúp em. Em sẽ làm cho anh chị hợp đồng để giữ cái được cái ưu đãi hiện tại và lấy xe là lấy xe đời 2022. Nó là cái, cũng là một cái yếu tố để quyết định mình mua xe. Thì nếu mà khi nào, nếu anh chị mua xe để đi lại mà cũng không nghĩ đến yếu tố để bán, sau này bán lại thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Tuy nhiên là nếu mà anh chị mua xe và nghĩ đến sau này có thể là đôi ba năm nữa đổi xe thì một đời xe này nó cũng tương đương với 5-7% giá trị xe. Nên là anh chị nào cần tham khảo về dòng xe 2022 và cái chính sách giá bán thế nào khi thay đổi khi lấy xe của tháng 1-2022 thì có thể liên hệ giúp em qua số điện thoại trên màn hình, thì em sẽ giải đáp cho anh chị số thắc mắc trên. Còn ngoài ra thì tiện thì giới thiệu chiếc xe này thì em cũng giới thiệu luôn về một số các chính sách ưu đãi khi trả góp bên em. Thì bên em có ngân hàng riêng, có ngân hàng của Toyota, và giảm cho anh chị hỗ trợ cho anh chị cái số tiền lên đến là 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 7 năm. Còn nếu mà một số trường hợp khác, ví dụ như là các công ty có vốn nước ngoài hay công ty trong nước là công ty vận tải thì có thể hỗ trợ lên đến 90%. Thì cụ thể những trường hợp đặc biệt như vậy thì anh chị có thể liên hệ giúp em sẽ giải đáp cho anh chị và đưa ra anh chị một cái gói. Anh chị cần chỉ cần chia sẻ là chị muốn lấy xe nào này, bản nào, màu gì, là thứ nhất là để em kiểm tra lại cái lịch xe, thứ hai là cái nhu cầu tài chính của anh chị muốn lấy xe khi nào và trả trước bao nhiêu, cũng như là cái thời gian vay bao lâu, thì em sẽ đưa ra cái phương án trả góp cho anh chị. Thì là khi đấy thì hai bên cùng thống nhất với nhau, em sẽ anh đặt bút ký hợp đồng và bên em sẽ xử lý hết. Anh chị chỉ cần chuẩn bị hồ sơ trả góp cũng như là chuẩn bị số tiền đối ứng để mình lấy xe về thôi. Trong khuôn khổ video nhanh này thì em sẽ giới thiệu sơ bộ như vậy. Hiện tại thì xe Fortuner bên em cũng còn khá sẵn xe, nên anh chị nào cần hỗ trợ với thông tin cũng như là cần thông tin gì về xe cứ liên hệ với em qua số hotline ở trên màn hình nhé. Sẽ hẹn gặp lại anh chị ở video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.